cho là ngồi sai so với quy định đã đề ra. Chōdai itashimasu có nghĩa là xin nhận, mặc dù về mặt ý nghĩa, cả ba cũng không ấn giữ cửa để cho người tiếp theo vào. Trường hợp này bị cho là thất lễ. Vinspat xin chào. Chào tất cả các bạn, mình là Đức đến từ Vinspat TV. Rất vui vì được gặp lại tất cả các bạn trong video của ngày hôm nay. Vậy là một mùa hai anh đào nữa lại về, cũng là mùa nhập công ty của các bạn sinh viên mới ra trường ở Nhật. Dù là sinh viên của các trường Semon hay đại học, nếu bạn đang ở Nhật thì tất cả các bạn đều hoàn thành hoạt động xin việc của mình vào trước tháng 4 tháng 5. Kể từ ngày 1 tháng 4 trở đi thì tất cả các bạn sẽ phải vào công ty để bắt đầu công việc của mình. Tuy nhiên thì tại các công ty của Nhật Bản có rất nhiều những quy tắc mà ngay cả người Nhật cũng không thể lý giải được, ví dụ như vị trí của chỗ ngồi hay cách đi, cách đứng. Tất cả những điều này hầu như các bạn sẽ được học từ khi vào công ty. Hôm nay trong video này, với tư cách là một người mới vào công ty, chúng mình sẽ truyền tải cho các bạn tất cả những điều đó. Hy vọng sẽ nhận được sự đón xem của các bạn. Phần 1. Vị trí trong phòng họp. 4 nhân vật sẽ xuất hiện ở đây bao gồm: công ty A là công ty khách hàng, bao gồm có giám đốc và nhân viên. Công ty B là công ty có khách hàng đến thăm, cũng bao gồm giám đốc và nhân viên. Về thứ hạng đã được đánh dấu như trong hình từ 1 đến 4. Trong trường hợp này, nhân viên của công ty khách hàng vừa bước vào phòng họp đang ngồi ngay ở ghế đầu tiên. Trường hợp này được cho là ngồi sai so với quy định đã đề ra. Về vị trí của chỗ ngồi, các bạn có thể nhớ như sau: khách hàng là thượng đế, vì vậy họ sẽ ngồi ở vị trí cao nhất. Vị trí cao nhất sẽ là góc trong cùng của phòng khách, nơi cách xa cánh cửa nhất. Lý giải cho điều này, các bạn có thể nhớ đơn giản như sau: vào thời đại samurai của Nhật, thường có các vụ bị phóng thích bởi thích khách. Nếu bạn đang ở trong phòng, ngồi xa cửa nhất, quay mặt ra cửa, thì khi có thích khách, bạn sẽ dễ dàng phát hiện và nhanh chóng lẩn trốn để đảm bảo tính mạng. Do đó mà vị trí này được cho là vị trí an toàn và trang trọng nhất. Điều này không chỉ áp dụng ở phòng tiếp khách, mà còn áp dụng kể cả khi bạn đi ăn với các khách hàng là người Nhật ở các nhà hàng truyền thống. Trái ngược với phòng khách, vị trí ngồi trong phòng họp hội nghị quốc tế sẽ thay đổi. Ở trường hợp này, các bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh hội đàm Thủ tướng Nhật Bản và Việt Nam hay xuất hiện trên các kênh truyền hình. Thủ tướng của hai nước sẽ ngồi chính giữa bàn họp, các lãnh đạo sẽ ngồi hai bên, phiên dịch viên sẽ ngồi ngay đằng sau lưng. Phần 2. Cách trao đổi danh thiếp. Khi trao đổi danh thiếp, cần phải cầm danh thiếp cẩn thận bằng hai tay như trong hình vẽ. Khi nhận danh thiếp của đối phương, chúng ta sẽ không nói moraimasu hay là itadakimasu, mà chúng ta nói là chōdai itashimasu, có nghĩa là xin nhận. Mặc dù về mặt ý nghĩa, cả ba cụm từ này đều giống nhau. Về thứ tự trao danh thiếp, chúng ta cần nhớ như sau: đầu tiên, hai giám đốc sẽ trao danh thiếp cho nhau. Tiếp theo, nhân viên phía khách hàng và giám đốc đối tác trao danh thiếp cho nhau. Tiếp theo, giám đốc bên khách hàng và nhân viên đối tác sẽ trao danh thiếp cho nhau. Và cuối cùng, hai nhân viên của hai bên sẽ trao đổi danh thiếp với nhau. Và khi nhận danh thiếp xong, đừng cất ngay vào túi mà hãy để ngay ngắn trên bàn. Thời khắc cất danh thiếp được cho là phải phép khi hai bên đã bàn bạc xong mọi chuyện, chuẩn bị đứng dậy và sắp sửa ra về. Các bạn có thể tham khảo hình tượng trưng như sau. Phần 3. Về vị trí ngồi trong ô tô. Ở đây sẽ được chia làm hai trường hợp nhỏ. Trường hợp 1, ô tô là taxi bên ngoài. Trường hợp 2, ô tô là xe của công ty. Ba nhân vật sẽ xuất hiện ở đây là giám đốc, trưởng phòng và nhân viên. Cấp bậc được đánh dấu từ 1 đến 3 như trong hình. Ở video này, ba nhân vật đã lên xe theo sở thích của mình, trái ngược hoàn toàn so với các quy tắc đã đề ra. Nếu bạn và mọi người cùng gọi taxi, đừng quên rằng vị trí đằng sau tài xế là vị trí cao nhất và vị trí bên cạnh tài xế là vị trí thấp nhất. Tại sao lại vậy? Bởi nếu không may xảy ra tai nạn, vị trí đằng sau tài xế sẽ là an toàn nhất. Người ngồi cạnh tài xế thường đảm nhận vai trò thanh toán tiền, nên đó là vị trí của người có cấp bậc thấp nhất. Bạn có thể tham khảo hình ảnh sau để nhớ nó. Tuy nhiên, nếu trên xe chỉ có 3 người mà không bao gồm tài xế, thì người có cấp bậc thấp nhất có thể ngồi ở vị trí 3 hoặc 4 thì theo ý thích. Trường hợp 2, ô tô là xe của công ty. 4 nhân vật sẽ xuất hiện ở đây là giám đốc, trưởng phòng, quản lý và nhân viên mới. Cấp bậc được đánh dấu như trong hình. Trái ngược hoàn toàn với taxi, đây là trường hợp mọi người sử dụng xe của công ty và người lái là một trong những người đi cùng. Khi đó, vị trí cao nhất sẽ là cạnh người lái để có thể dễ dàng chỉ đạo mọi thứ xung quanh. Các bạn có thể tham khảo hình vẽ sau để nhớ nó. Phần 4. Vị trí đứng trong thang máy.
Ba nhân vật sẽ xuất hiện ở đây là giám đốc, trưởng phòng và nhân viên. Cấp bậc được đánh dấu từ 1 đến 3 như trong hình. Như trong video, bạn nhân viên đã bước vào trước bởi vì bạn ấy xếp hàng trước. Tuy nhiên, khi bước vào rồi, bạn nhân viên này lại đứng vào vị trí trong cùng, không ấn giữ cửa để cho người tiếp theo vào. Trường hợp này bị cho là thất lễ. Với trường hợp này, hãy nhớ rằng vị trí thấp nhất cần vào trước để đóng cửa và mở cửa. Sếp sẽ là người bước vào tiếp theo, sau đó là nhân viên. Hãy tự tưởng tượng ra rằng, trong lúc thang máy của công ty đông đúc, nếu sếp của bạn không vào thang máy trước, thì bao giờ mới tới lượt? Hãy tham khảo hình ảnh dưới đây để nhớ về quy tắc khi lên thang máy. Tuy nhiên, với những thang máy có hai bảng điều khiển, vị trí 3 và 4 sẽ trao đổi cho nhau. Phần 5. Khi đi thang quấn, ba nhân vật sẽ xuất hiện ở đây là giám đốc, trưởng phòng và nhân viên. Cấp bậc được đánh dấu từ 1 đến 3 như trong hình. Có một điều mà bạn cần phải nhớ đó ở đây là sếp của bạn luôn đứng ở vị trí cao hơn bạn. Khi bạn lên thang quấn, sếp của bạn sẽ đi trước. Thế nhưng, khi bạn xuống thang quấn, sếp của bạn lại xuống sau. Lý giải cho điều này, bạn chỉ cần tưởng tượng ra rằng nếu không may sếp của bạn ngã từ trên cao xuống, người cấp dưới là bạn sẽ phải đảm nhận vai trò giữ ông ấy lại để ông ấy không bị ngã về phía trước. Các bạn có thể tham khảo hình ảnh như sau. Như các bạn đã thấy đấy, có quá nhiều quy tắc phải học đúng không ạ? Tục ngữ Việt Nam cũng như tục ngữ Nhật Bản có câu Goni hai te wa goni shitarai, tức là nhập sai thủy tùy tục. Để xây dựng được một mối quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như để mọi thứ ở nơi làm việc được diễn ra trôi chảy, hy vọng các bạn sẽ nắm vững được những quy tắc này trước khi để vào công ty làm việc. Đừng quên theo dõi kênh VSpot để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về nước Nhật nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.